Vâng, Tị Audio kính chào quý vị yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Tị Audio. Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp tục clip ngày hôm nay, Tị Audio tiếp tục giới thiệu những sản phẩm về với trung tâm của Tị Audio. Số liệu không có nhiều, đây chỉ có một cặp với model JBL SR4732X. Những model 4732X này là những cái dòng được thiết kế hai loa bass 30 từ 220 côn 100. Kết hợp một loa chép kèn khủng với từ 220 côn 100, model của chép là 2447G, model của bass là 2206HBL đời tem đen. Được kết hợp thêm một loa chép xì 2404H-1. Những model 4732X được thiết kế dòng thùng sơn cát và đây cũng là những model cực kỳ hot và có chất âm cực kỳ hay và rất là nhiều quý vị và các bạn đã từng trải nghiệm những cái sản phẩm như thế này thì đều hoàn toàn ưng ý với những sản phẩm được thiết kế hai loa bass đời 4 số. Nó đưa ra chất âm tiếng bass mạnh mẽ và tiếng chép đi xa cũng như một chép kèn khủng có lời phóng cực mạnh. Như vậy chúng ta hát karaoke cũng như chơi những các thể nhạc mạnh, nhạc không lời, nhạc bolero thì những dòng loa này đều thể hiện tốt về những các giải chi tiết, về giải chung cũng như giải chép xì cũng như giải bát. Cái chép to thì thường ra người những người bán âm thanh thường hay được gọi là mic chép, vì vậy nên chúng ta cũng có thể gọi là mic thì nó giống như thay cho một cái tiếng chung, nó có lời. Tiếng chép xì thì nó có tiếng tí tách, nên đôi khi chúng ta cũng có thể gọi là tiếng chung hoặc gọi là giải mic, nó cũng là nôm na giống nhau. Thì tuy nhiên ngày hôm nay thì Audio làm clip này để giới thiệu về những sản phẩm về với trung tâm của thì Audio, những cái ngoại thất ở cái cặp 4732X như thế này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem. Ở mặt trước thì cũng như những cái dòng loa đời X thì thường hay được trang bị những cái tấm lưới lưới thép liền đục lỗ tròn. Vì vậy nên nó rất là chắc chắn và rất là vĩ đại. Ở những cái model này thì với trung tâm của thì Audio thì cũng lâu lâu nhập được một cặp. Số lượng thì không có nhiều, chỉ duy nhất có một cặp. Vì vậy nên những quý vị nào quan tâm những cái dòng sản phẩm này, xin hãy liên hệ với Tị Audio để biết được chi tiết về những dòng sản phẩm mà hiện tại bên trung tâm của Tị Audio đang sở hữu. Những đời X thì bên trung tâm của Tị Audio ngoài cái model 4732X thì hiện có những cái cặp khác, ví dụ 4735X, 4726X hoặc là những súp 4718X, 4719X vân vân. Thì bên trung tâm của Tị Audio cũng đang sở hữu và những cặp ví dụ như 725. Trước tiên chúng ta xem về cái phía trước, cái mặt của những chiếc loa bass. Những chiếc loa bass, chúng ta thấy rằng tất cả nó được những chiếc loa bass được thiết kế rất là vừa vặn và cái độ đẹp của những chiếc màng cũng rất là sáng, còn đang sáng, nó chưa chuyển sang màu vàng. Bởi vì nó những cái mà nó chuyển sang màu vàng khẹt như rơm thì nó là những cái nó đã một là dùng lâu, hai nữa là nó dùng ở cái môi trường nó được tiếp xúc với cái ánh sáng nhiều nên nó bị bạc màu theo thời gian. Tuy nhiên những cặp như này bên trung tâm của Tị Audio thì lại không bị như vậy, bởi vì Tị Audio cũng được cái người bán người ta rất là quý mến, nên những cặp nào đạt tiêu chuẩn thì người ta mới bán cho Tị Audio. Tuy nhiên nó đạt tiêu chuẩn thì đạt tiêu chuẩn, nhưng Tị Audio cũng nói với quý vị rằng cái hàng bãi thì không bao giờ nó được 10 phân vẹn 10. Đấy, không bao giờ được 10 phân vẹn 10. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể đánh giá về chất bãi và nó như thế nào là nó được đánh giá đẹp. Đấy, ví dụ như những cặp này với trung tâm của Tiểu Đô thì đánh giá nó là những cặp rất là đẹp chứ không phải là những cặp tầm thường. Đấy. Còn để so với những cái hàng mới thì không thể mang ra để so sánh với hàng mới được. Bởi vì nó đã sử dụng rồi thì làm sao mà so sánh được với hàng mới. Ở đây chúng ta thấy con đám nó hơi bị trắng trắng là nó bị bám cái vết bẩn đây này. Đấy, đám một cái vết bẩn. Tuy nhiên thì cái cặp loa này thì Tị Audio quay để chúng ta xem và trải nghiệm về cái bên ngoài thôi. Còn về cái bên trong thì Tị Audio cũng đã kiểm tra. Nó cũng có một cái khuyết điểm là một bên phân tần nó đã bị xử lý nhẹ. Đấy, bị xử lý nhẹ một bên phân tần nhé quý vị nhé. Quý vị lưu ý là nó bị xử lý nhẹ một bên phân tần. Và cái vấn đề xử lý đấy cũng là bên tây nó xử lý chứ Tị Audio không xử lý. Vì vậy nên những quý vị nào mà quan tâm những sản phẩm như thế này thì cứ liên hệ với Tị Audio để được cung cấp cái hình ảnh chi tiết hơn. Để được cung cấp cái hình ảnh chi tiết hơn. Và cái bị xử lý như vậy nhưng mà Tị Audio cũng đã test thử rồi, âm thanh nó vẫn rất chuẩn như bình thường. Đấy, tuy nhiên người bán âm thanh, người bán những cái sản phẩm như thế này như Tị Audio thì nó bị xử lý thì Tị Audio đã kiểm tra và đã biết được, thì Tị Audio phải nói chính xác là nó đã bị xử lý ở cái khu vực đấy.
đấy, để quý vị và các bạn chúng ta có thể cân nhắc được là cái chỗ đấy nó có quan trọng hay không, và cái chỗ đấy nó có ảnh hưởng nhiều hay không, và cái chỗ đấy chúng ta có nên chơi hay không. Đấy. Tuy nhiên thì nó bị xử lý, thì Eldo cũng sẽ bán cái giá nó bị xử lý cho quý vị và các bạn chúng ta chơi. Để tiền nào thì của đấy, chứ không phải là bảo nó xử lý rồi mà tại vào vẫn cứ nói nó zin nó chuẩn để bán với cái giá, để bán với cái giá nó giống như những cái cặp nó không bị xử lý, bán với cái giá nó không phù hợp, thì Eldo không làm cái điều như vậy. Tức là nó đã bị xử lý thì bán theo giá xử lý, còn nó không bị xử lý thì Eldo sẽ bán cái giá không bị xử lý. Vì vậy nên những quý vị nào chơi đồng ý chơi thì chắc chắn là cũng không thiệt đâu. Và chất âm thì Eldo cũng đã kiểm tra test thử, nó vẫn hoạt động rất là bình thường. Đấy. Còn xử lý như thế nào thì quý vị và các bạn, những quý vị nào quan tâm xin cứ vào Zalo để Eldo sẽ cung cấp về hình ảnh. Còn đây là cái ngoại thất của những cái chiếc thùng như thế này, chúng ta xem về cái ngoại thất. Đấy. Những ngoại thất như thế này thì chúng ta thấy rằng chắc chắn hàng bãi như thế này thì nó là chuẩn rồi, đúng không? Đấy, nó là chuẩn rồi, không có phải lăn tăn cái điều gì cả, rất là đẹp. Bát chép chung, rồi riêng bát chép chung phân tần ở bên trong, về độ đẹp cũng như bông tiêm cũng như những sợi dây, quý vị và các bạn chúng ta yên tâm một điều, lúc nào nó cũng cứ đẹp. Đấy, kể cả hàng vỡ thùng hoặc là mục nát bên trung tâm của tiểu đồng nhưng ruột vẫn cứ đẹp. Và vì nguồn gốc của Eldo về thì Eldo nắm được cái chất lượng, nên quý vị chúng ta yên tâm. Chỉ có nó bị xử lý chỗ nào thì chúng ta quan tâm những vấn đề xử lý đấy, nó có quan trọng đối với quý vị hay không. Đấy. Chúng ta lưu ý nhé, nó đã bị xử lý phân tần, còn lại toàn bộ bên ngoài rất là đẹp, đẹp một cách kính con. Tuy nhiên thì Eldo cũng cứ nói thẳng với quý vị và các bạn luôn, đẹp thì đẹp, nhưng cũng không phải là đẹp đến mức mà không tìm ra cái điểm lỗi. Chúng ta mà bới cái miếng rau ra để tìm con sâu nhất định nó có đấy. Đấy, để vậy để xác định nó rõ ràng, để quý vị nào có nhu cầu chơi thì chúng ta phải xác định trước như vậy. Đấy. Chứ không có về đến nhà quý vị lại cứ tưởng là Eldo nói nó đẹp, lại cứ nghĩ là nó đẹp như mới, về nhà nó lại không như mới rồi lúc ấy nó mang tiếng. Mà chúng ta có thể xem chi tiết ở cái video như này. Đấy. Chúng ta có thể xem chi tiết ở cái video như này để chúng ta thấy rằng nếu như nó lọt nhãn quý vị và các bạn thì chúng ta hãy liên hệ với Eldo. Đấy, quan điểm của Eldo bán hàng nó là như vậy. Và quý vị nào ưng thì chơi, mà chơi xong là chúng ta sẽ rất là vui và không bao giờ trách móc bảo bán hàng nó không chính xác. Đấy. Còn lại cái phân tần nó đã bị xử lý nhẹ, không ảnh hưởng gì đến chất âm. Còn lại bát chung chép tất cả đẹp, ở bên trong thì đẹp chỉ thu hàng mới thôi, và bên ngoài những cặp như này thì Eldo cũng khẳng định nó chỉ thu hàng mới thôi. Nhưng những quý vị nào mà cẩn thận quá mà tìm thì nhất định nó cũng sẽ có những cái điểm trừ. Đấy. Những điểm trừ nhẹ chứ không phải là nó không bao giờ có đâu. Và bây giờ thì Eldo sẽ dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Eldo theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết hơn. Eldo thuộc địa chỉ thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.